Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Bạn hãy nhấn nút theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ nào của chúng tôi. Và hãy nhấn like, share để nhà Phương Đông có động lực để ra video mới mỗi ngày nhé. Ngày hôm nay, nhà Phương Đông xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng mái Thái phong cách tân cổ điển, mang mã số L2-2228. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng ngàn mẫu nhà đẹp khác được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ L2-2228, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất mẫu nhà, có kích thước chiều rộng là 9,3m, chiều sâu là 14,2m. Diện tích sử dụng khoảng 250m2, ngôi nhà có công năng bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 bếp ăn, 1 phòng sinh hoạt chung, 4 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 1 sân phơi. Trong những năm gần đây, mẫu biệt thự 2 tầng phong cách tân cổ đang được rất nhiều gia đình yêu thích và lựa chọn bởi những ưu việt và tính năng nổi bật, mang tới không gian sống lý tưởng đồng thời có mức chi phí hợp lý. Các bạn đang thấy trên màn hình là phối cảnh mặt bằng tầng 1 với phòng khách 35,0m2 và bếp ăn 29,0m2 được thiết kế dạng mở, liên thông với nhau tạo thành một khối không gian sinh hoạt chung rất thông thoáng và rộng rãi. Đồng thời hai cửa ra vào ở mặt tiền và bên hông cũng sẽ giúp các thành viên dễ dàng khi đi lại hàng ngày. Nguồn không khí trong lành cũng có thể lưu thông rộng khắp, mang tới nguồn năng lượng tích cực cho căn biệt thự, phòng khách của công trình này được lựa chọn màu sơn và gạch lót sáng màu, giúp không gian có cảm giác sạch sẽ và rộng mở hơn. Chúng tôi đặt ở trung tâm một bộ sofa bàn trà bằng gỗ tự nhiên tông màu nâu đỏ rất sang trọng, sẽ là nơi gia chủ đón tiếp và ngồi trò chuyện cùng những vị khách quý tới chơi. TV được đặt trên kệ ở đây, phía sau là hệ lam gỗ vừa có tác dụng phân tách không gian phòng khách và bếp ăn, vừa như một món đồ trang trí tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Các kiến trúc sư không bố trí quá nhiều đồ nội thất ở đây mà chỉ trang trí thêm bằng thảm trải sàn và tranh treo tường để giữ lại lối đi và không gian đệm rộng rãi, đồng thời mang tới cho gia chủ một không gian tiếp khách sang trọng và nổi bật. Bên trong này là khu vực bếp ăn có diện tích 29,0m2. Các bạn có thể thấy hệ thống kệ tủ, bồn rửa, bếp nấu được bố trí sát tường theo hình chữ L, vừa gọn gàng, lại rất tiện nghi phục vụ cho quá trình nấu nướng. Đối diện được đặt thêm tủ đứng và tủ đựng rượu, giúp tăng diện tích để đồ. Đồng thời cũng có tác dụng trưng bày, trang trí tạo điểm nhấn. Bàn ăn được đặt ở trung tâm, sẽ là nơi các thành viên quây quần thưởng thức những bữa ăn ngon hàng ngày. Phía sau này cũng có một cửa phụ nhỏ, giúp gia đình đi ra sân sau, đi đổ rác, dọn dẹp thuận tiện và đỡ tốn sức hơn. Không gian còn lại được dành cho hai phòng ngủ diện tích 15,0 và 14,0m2. Với hệ cửa và tường cách âm đảm bảo yên tĩnh và riêng tư, sẽ mang tới giấc ngủ ngon và không gian thư giãn cho các thành viên trong nhà. Phần cửa sổ mở lớn sẽ mang tới đầy đủ ánh sáng và gió trời, cho không gian tránh được sự bí bách, ẩm mốc. Hai phòng ngủ này sẽ cùng sử dụng vệ sinh chung diện tích 4,3m2 ở đây, rất thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Thiết kế cửa ra vào như thế này cũng sẽ giúp khu vệ sinh sạch sẽ và kín đáo hơn. Các phòng ngủ và phòng công năng còn lại sẽ được bố trí ở tầng 2. Các bạn có thể liên hệ với nhà Phương Đông qua hotline ở cuối video để nhận được thông tin chi tiết nhé. Tiếp theo đây hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn những hình ảnh phối cảnh ngoại thất khác để có cái nhìn toàn diện hơn về mẫu thiết kế này nhé. Nổi bật với diện mạo sang trọng, đẳng cấp cùng không gian sống tiện nghi, mẫu thiết kế mang tới sức hút rất lớn khiến nhiều chủ đầu tư muốn được sở hữu. Các kiến trúc sư nhà Phương Đông đã chọn lọc ở phong cách tân cổ hệ thống phào chỉ đặc trưng, nhấn nhá ở các vị trí viền mái, thước cột, mang tới cho căn biệt thự vẻ đẹp tinh tế, sang trọng mà không cần sử dụng quá nhiều các họa tiết, hoa văn đắp nổi cầu kỳ. Cùng với đó là hệ thống cột trụ tạo điểm nhấn, nếu như cột tròn mang tới vẻ đẹp mềm mại, thì cột vuông khỏe khoắn lại có tác dụng chống đỡ phần mái sành, tạo sự bề thế cho công trình. Sự xuất hiện của hệ lan can ban công được uốn cong bên cạnh hệ lan can sắt hoa nghệ thuật vuông vắn càng làm gia tăng sự quý tộc và giá trị của công trình. Chúng ta có thể cảm nhận được những nét đẹp truyền thống hòa quyện hoàn hảo cùng hiện đại, giúp căn biệt thự đặc biệt và không hề nhàm chán. Phần màu sắc cũng đóng vai trò rất quan trọng cho vẻ đẹp phần ngoại thất, với màu trắng được lựa chọn làm gam màu chủ đạo, dễ dàng làm nổi bật các đường viền, họa tiết trang trí cùng các tông màu tương phản khác, cho tổng thể thêm phần ấn tượng. Mẫu biệt thự cũng được thiết kế hướng tới một không gian mở với hệ thống cửa sổ bằng kính và khung nhôm, không chỉ giúp hấp thu tối đa ánh nắng và giá tự nhiên, mà còn mang tới sự tiện lợi, an toàn và cách âm tốt, không gian trong và ngoài nhà cũng vì thế mà có sự tương tác với nhau tốt hơn. Một yếu tố không thể không nhắc tới đó chính là hệ mái Thái với kiểu dáng chữ A đặc trưng, kết cấu độ dốc lớn giúp ngôi biệt thự thêm phần cao giáo, nổi bật, đồng thời tạo ra khu vực áp mái, giúp gia chủ có thêm diện tích để bố trí thêm nhiều không gian khác. Hệ mái này cũng giúp đẩy nhanh quá trình thoát nước, chống ngấm rột tốt, cho công trình mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Cuối cùng là không gian sân vườn, dù không quá rộng,
nhưng vẫn được các kiến trúc sư bố trí tỉ mỉ, mang tới cho gia chủ phần sân rộng mở để tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời, đồng thời cũng có chỗ đỗ xe thoải mái, dễ dàng khi ra vào. Các chậu cây cảnh, hoa tươi, thảm cỏ sắp đặt hợp lý, giúp các thành viên có góc thư giãn, gần gũi với thiên nhiên xanh mát sau những giây phút làm việc mệt mỏi. Không chỉ chinh phục chủ đầu tư bởi thiết kế đẹp, tiện nghi, mẫu biệt thự mái Thái còn chinh phục hàng xóm cũng như những vị khách ghé chơi. Đó là cá tính, là tính cách và sở thích của gia chủ được chúng tôi thấu hiểu và thể hiện vào công trình. Nếu như các bạn muốn sở hữu cho gia đình mình một không gian sống lý tưởng như thế này, thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay tới hotline 0888 625 888 để được nhà Phương Đông tư vấn miễn phí nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.